phát huy vai trò tổ chức công đoàn năm 2019 và đặc biệt là Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tập trung rất nhiều hoạt động chăm lo phúc lợi cho người lao động để họ vui xuân đón Tết ấm áp và tươm tất. Chúng tôi vận động từ nhiều nguồn, từ chủ doanh nghiệp, rồi từ các mạnh thường quân và nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn tỉnh Long An hỗ trợ, cũng như là ngân sách ủy ban tỉnh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng vé tàu xe cho công nhân mà ở những cái huyện quê xa mà khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết. Theo đó, trong năm 2019 và Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, công đoàn các khu công nghiệp đã vận động được 420 suất quà. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng hỗ trợ 500 suất từ nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng để trao tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở trực thuộc còn tham mưu ban giám đốc công ty tặng quà cho công nhân khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động và tổ chức các chuyến xe để đưa hơn 1.000 công nhân về quê ăn Tết với tổng trị giá là trên 28 tỷ đồng.